Thưa quý vị, sáng nay ngày 26 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn tổ chức lễ khởi công xây dựng chữ Tri Tôn An Giang trên núi Cô Tô, Phùng Hoàng Sơn, thuộc xã núi Tô. Ông Nguyễn Tiết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đến dự. Chữ Tri Tôn An Giang được phát triển thêm từ chữ Tri Tôn, được huyện Tri Tôn hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2019. Mỗi chữ cái cao 7m, nằm trên bệ đỡ cao từ 1,5 đến 2m. Riêng chữ An Giang gồm 7 chữ, được thi công theo phương pháp đúc chữ bê tông cốt thép. Mỗi chữ cao 7m, rộng 6m, dày 0,32m, nằm trên bệ đỡ cao 1,5m, rộng 2m. Các chữ cái được cố định bằng đà neo bê tông cốt thép. Chữ Tri Tôn cũng được sửa chữa nâng cấp để đồng bộ với chữ An Giang. Toàn bộ khu vực đều có hàng rào bảo vệ du khách và đèn chiếu sáng vào ban đêm. Công trình có tổng kinh phí đầu tư trên 1,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống lịch sử cách mạng huyện Tri Tôn 20 tháng 12 và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 2024. Sáng nay 26 tháng 5, nhằm ngày 19 tháng 4 năm Giáp Thìn, Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên tổ chức lễ khai mạc lễ hội với bà Chúa Xứ Bào Mướp lần thứ 173 năm 2024. Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức đã đến dự. Lễ hội với bà Chúa Xứ Bào Mướp diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 âm lịch hàng năm. Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân thể hiện sự thành kính đối với bà Chúa Xứ Bào Mướp, vị thánh mẫu đã đồng hành cùng đời sống tín ngưỡng của người dân Tịnh Biên hàng trăm năm qua. Lễ hội gồm các nghi thức, lễ hành chánh và lễ truyền thống, lễ thỉnh bà và tắm bà, lễ nghinh bà, lễ thỉnh sanh, chánh tế và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra xuyên suốt từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5, nhằm ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 âm lịch. Lễ hội mang đậm nét dân gian tâm linh đặc trưng của địa phương, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến hành hương cúng giếng, cầu mong cuộc sống yên lành, ấm no, hạnh phúc. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức lễ công nhận cây di sản Việt Nam đối với cây dầu trái tại chùa Nam An, ấp An Phú, xã An Hòa. Cây dầu trái tại chùa Nam An có tuổi đời 110 năm tuổi, cao 40 m, chu vi 3,3 m, đường kính 1,65 m. Qua đề nghị của địa phương và khảo sát đánh giá thực địa với những giá trị về mặt khoa học cũng như về môi trường sinh thái, cây dầu trái được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Việc công nhận cây dầu trái là cây di sản Việt Nam là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, làm tốt công tác bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái nơi sinh sống, đồng thời tạo thành điểm tham quan du lịch có giá trị về kinh tế văn hóa lịch sử ở địa phương. Chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cũng tổ chức lễ đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam đối với hai cây sọp và cây dầu trái trên địa bàn xã Vĩnh Thành. Thưa quý vị, cùng với những tư liệu lịch sử, những di vật khảo cổ học trưng bày tại nhà trưng bày văn hóa Ốc Eo hiện nay giúp khách tham quan hình dung được những đặc trưng cơ bản về nền văn hóa cách này gần 2.000 năm rực rỡ và đặc sắc, chứng tỏ rằng vùng châu thổ sông Cửu Long từng có một thời kỳ phát triển huy hoàng bên cạnh văn hóa Đông Sơn ở miền Bắc và Sao Huỳnh ở Nam Trung Bộ. Tọa lạc ở thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, nhà trưng bày văn hóa Ốc Eo với khoảng không gian rộng 400 mét vuông tập hợp được gần 1.000 hiện vật gốc, bao gồm tượng, phù điêu, bình gốm, ly gốm, gạch trang trí, giỏi ấm thuộc nền văn hóa Ốc Eo, gồm 3 giai đoạn: tiền Ốc Eo, trước Công nguyên Ốc Eo từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên và hậu Ốc Eo từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 12 sau Công nguyên, được chia thành 4 chuyên đề: gốm Ốc Eo dùng trong sinh hoạt, gốm công cụ sản xuất, gốm trang trí kiến trúc, đồ trang sức, gốm dùng trong sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng. Từ những di vật được trưng bày cho thấy, vào những thế kỷ đầu sau Công nguyên, lần đầu tiên trong lịch sử, một hệ thống kinh tế thế giới được thiết lập thông qua một số tuyến đường thương mại châu Á nối liền Trung Quốc, Đông Nam Á qua Ấn Độ, Vịnh Ba Tư, Địa Trung Hải. Trong hệ thống đó, đô thị Ốc Eo Ba Thê nổi lên như một khu vực có trình độ sản xuất và thương mại phát triển nhất Đông Nam Á, nối liền giao thương giữa phương Đông và phương Tây.
Văn hóa của họ thể hiện trong các cái đời sống, các cái vật dụng đời sống hàng ngày, mà hiện nay thì những cái cổ vật mà chúng ta đã được khai quật như ở cái gian thuộc trưng bày, thì các cái hiện vật, các cái thể hiện các cái nhóm các hiện vật mà thể hiện các cái nhóm cư dân thời kỳ trước khi hình thành nên văn hóa của Eo, mà bây giờ chúng ta gọi đó là một cái giai đoạn gọi là tiền ốc Eo, với đặc trưng về các cái hiện vật mà được chế tác bằng gốm và các cái dụng cụ lao động bằng đá, hay là các cái vòng tay bằng đá mà hiện nay thì được khai quật rất nhiều các địa điểm khảo cổ ở An Giang. Và đó là một cái giai đoạn nó thời kỳ mà khi cư dân họ trước khi hình thành nên văn hóa Eo. Và đến khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên thì các cái nhóm cư dân này với một cái nền kinh tế nông nghiệp phát triển thì họ đã tạo dựng nên những cái tiền đề nhất định quan trọng và để hình thành nên cái nhà nước hoặc mà chúng ta gọi là nhà nước Phù Nam. Các di vật được trưng bày cũng cho thấy sống ở vùng đồng bằng thấp trũng, tiếp xúc gần với biển, ngập lụt theo mùa, xâm nhập mặn, nhưng cộng đồng cư dân cổ Ốc Eo đã biết thích nghi với môi trường, vận dụng sáng tạo các quy luật tự nhiên để tồn tại. Họ đã biết đào nhiều kênh mương lớn, khai thông ra biển cả, kết nối liên vùng để canh tác nông nghiệp, khai thác thủy hải sản, phát triển thủ công và giao lưu kinh tế văn hóa, đưa vùng đất đầm lầy ven biển trở thành đô thị và khu cư trú sầm uất và nổi tiếng trong nhiều thế kỷ sau công nguyên. Đặc trưng của cái đồng bằng sông Mekong, tức là đồng bằng Nam Bộ, thì do là thấp, địa hình thấp và cho nên là hàng năm chịu cái sự tác động của dòng sông Mekong, cho nên là nó bị ngập nước rất là nhiều. Cho nên là cái phương tiện chủ yếu của họ, cư dân thời kỳ này là họ đi lại bằng các hệ thống bằng kênh rạch, cho nên là phương tiện họ chủ yếu là bằng thuyền. Và đặc trưng của các cái thuyền của cư dân thời kỳ này mà khi mà được phát hiện trong các cái khổ khai quật, đó là các loại thuyền độc mộc, đó là cái phương tiện chính để họ di chuyển hàng ngày. Và cũng do yếu tố về cái môi trường ngập nước thì cái đời sống hàng ngày, cuộc sống hàng ngày của họ chủ yếu là sinh sống trên các cái căn nhà sàn, và điều đó nó sẽ phù hợp với cái môi trường ngập nước của khu vực đồng bằng. Nhiều nhà khoa học đánh giá, những di tích Ốc Eo và di vật được tìm thấy tại đây đã khẳng định một thời đại phát triển ở trình độ cao về kinh tế, kỹ thuật, về văn hóa xã hội của vùng đất Nam Bộ. Quá trình phát hiện nghiên cứu văn hóa Ốc Eo là để tìm lại chân dung vùng đất cổ và các di tích thuộc văn hóa Ốc Eo, chứa trong mình một trữ lượng tư liệu lịch sử quý, chứng minh cho sự tồn tại của một nền văn hóa cổ trên vùng đất phía Nam.